Thương tâm hai người mẹ trẻ tử vong để lại ba con thơ. Trong lúc bơi qua sông để chăn bò, hai người phụ nữ ở tỉnh Gia Lai không may bị đuối nước. Cả hai tử vong đột ngột khiến ba người con còn nhỏ phải mồ côi mẹ. Tối ngày 10 tháng 11, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Cứu hộ cứu nạn, Công an tỉnh Gia Lai và chính quyền huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai đã tìm thấy thi thể hai người phụ nữ xấu số không may bị đuối nước khi đi chăn bò. Cùng ngày, chị SH, E, sinh năm 1994, và chị SHN cùng chú tại thôn Play Gốc, xã Yêm Kia, huyện Phú Thiện cùng nhau đi chăn bò tại khu vực ven sông Ayun, xã Pia. Khi thấy bò bơi qua sông Ayun, hai người phụ nữ này bơi theo. Không may, nước sâu và chảy xiết đã cuốn trôi cả hai. Thấy vậy, người dân vội báo chính quyền địa phương để tổ chức cứu hộ, tìm kiếm nạn nhân. Sau khi có mặt tại hiện trường, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn đã khẩn trương tiến hành tìm kiếm các nạn nhân. Tuy nhiên, do nước sâu, chảy xiết nên đến hơn 14 giờ và 18 giờ cùng ngày, lực lượng cứu hộ mới lần lượt tìm thấy thi thể chị SHI và chị SHN và đưa lên bờ. Hiện thi thể cả hai đã được đưa về nhà mai táng theo phong tục. Được biết, chị SHI hiện có hai con nhỏ, còn chị SHN mới có một con được 6 tháng tuổi. Cả hai phụ nữ này đều có hoàn cảnh khó khăn.